Nếu thay cái này không phải là cô mà là put ạ, thì đối với từ thường nó sẽ xảy ra khác biệt thế nào ạ? Đầu tiên ạ, à, tại điểm thứ nhất thì nó thực hiện quyền đúng không ạ? Vì put option là quyền chọn được bán. Nếu mình thực hiện quyền thì mình sẽ phải bán ở giá 50, nhưng khi giá thị trường đã cao hơn 50 rồi mình sẽ không thực hiện quyền. Nên ở đây nó sẽ là không. Đối với bằng 50 thì hai trường hợp là giống nhau, vì thực hiện quyền không thực hiện quyền là nó không có sự khác biệt. Đối với trường hợp cuối cùng ạ, nếu mà ST nhỏ hơn 50 thì sao ạ? Mình thực hiện quyền không ạ? Mình sẽ thực hiện quyền để được quyền bán tài sản với giá là 50 thay vì bán trên tiền giao ngay ở giá thấp hơn. Thì ở đây trong này nó sẽ là bằng gì ạ? Bằng gì ạ? Phải là cố tình không? Hay là bạn sự? Tức là 50 chữ ST đúng không ạ? Và tổng hợp của hai trường hợp này lại là sẽ bằng tương thức như trên kia, sẽ bằng max của 0 x chữ ST ạ. Đấy là bài hôm trước chúng ta đã học ạ.